con này nó ghi rõ 82 độ C mới mở. Đấy, sợ nó bị con này nó lâu quá nó kẹt ở trong này. Và bây giờ cái tạm thời cái tháo này ra. Tháo ra để cho nước nó lưu thông trực tiếp đi. Xem đi nó có mát máy. Em thấy nhiệt độ ở kia thì nó vẫn giống bình thường. Cái nhiệt độ đấy nhưng mà cái lúc mà bắt đầu nó nóng lên rồi ấy. Ừ. Nó tăng nhiệt độ lên rất nhanh. Mấy cái mùa này mình không nói được, chẳng hạn như bây giờ tầm này nó thời tiết nó đang nhiệt độ nó đang thấp. Mà tí mình đi ví dụ mà nó nóng lên hoặc tắc đường nó đấy, lên nhanh. Em hoặc là mình sử dụng mình bật điều hòa. Vâng. Đấy, bật điều hòa là nhiệt độ nó lên nhanh lắm. À thế ạ. Hai quạt nó chạy thật đấy nhưng mà cái nó lai thêm cái lốc là nhiệt độ lên rất nhanh. Để xử lý xem. Còn một chiều nay thì mẹ con nó cứ bảo về quê. Được, biết là. Không biết là có đi được không? Đi chắc là được đấy, không có đà đâu.